được không? Nếu không không đổ thì đừng có làm. Không phải làm chứ tự nhiên đừng đừng làm trong nhà vậy đây hả? Ba. Ủa mày mới về hả? Dạ con mới về. Thích, ba đi đâu hả? Ta đi qua nhà chú Năm chơi. Vậy hả? Dạ ba. Ở đứa nào đây? Bạn trai con. Cái gì? Bạn trai mày đó hả? Dạ. Oh my god. Chào bác. Khỏe không? Dạ. Bạn trai đó hả? Dạ. Khỏe mày. Đau á. Ê sao thấy nó mềm mềm ha mày? Mềm là sao bác? Nó mềm mềm. Không có. Dạ thì bác không được cứng. Cứng. Lần đầu tiên con xuất hiện tại gia trang mình, con xin kính cẩn nghiêng mình chào đón bác cũng sự nể phục. Thằng nó nhiễm thêm dữ lắm. Vậy thì thôi được rồi, được rồi ba ba. Lễ phép lễ nghĩa là phải vậy. Ba lại mới xong chuyện. Phan chứ dép chết mày hả mày à? Tao còn sống mày làm gì tới ba lại? Ủa chị Năm? Ủa không phải. Ủa? Chị Năm qua chơi hả chị Năm? Bên này đám dỗ má mày đó. Tội nghiệp. Mấy con trai già này mấy chục năm mà đã cho dọn bàn thờ không mà. Dọn rồi gì nhá. Dọn xong rồi chừng nào nào muốn qua hú là hốt thôi à. Mày nhắm đường ra hốt qua nổi không? Để cho hốt hốt cốt thì được. Dạ con xin kính cẩn như mình vậy chứ tao chào mừng bác. Rồi chào. Thôi mẹ ơi, mày làm hoài ước mơ bao nhiêu lâu của bác. Từ hồi má nó còn sống, má nó còn muốn nó lấy chồng mà. Bởi bây giờ mày về đây rồi thì thôi bác thấy như vậy là tốt chứ nha. À, sẵn ở đây tao đi qua nói gì Năm làm ít đồ ăn để đãi mày. Lần đầu tiên con về coi như mày là rể tương lai rồi đó. Trời ơi ở đây đãi đặc sản không? Mày biết con đun dừa không? Đó xong rồi nó còn sống nó ngọ ngoại như con sâu vậy nè. Ở trong bỏ vô nước mắm cái gắp lên cắn bớt trời ơi nó chứ. Với lại cái đào trùng á, trùng lớn lớn xào ngon lắm đã nè. Đặc sản không tao ăn tao còn sản mà. Ôi ba đẩy món gì vậy trời anh sao đó thấy chưa? Vậy là ba em chịu mất rồi. Bà đi, đi cái gì mà đi thôi đi má. Má cái gì gì à, nghĩ đi không, không giúp chuyện này nữa. Trời gì vậy gái? Nghĩ sao cái tôi làm đàn ông bà nội? Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên hứa đã đời rồi không chịu làm là sao? Đừng vậy nha. Thôi đi. Không được đi gái. Bánh bèo đi lấy bánh bao không hả? Ôi ông kỳ quá à. Ê, hứa với tôi rồi mà bộ hứa với tôi rồi. Tôi hứa là tại vì tôi muốn là gì gì đó cho cuộc đời bạn nó tươi lên, nó sáng lên. Nè chuẩn bị ăn này bay ơi. Chị Năm làm ăn rồi. Trời đất ơi, má mày thấy bà mừng bà sống lại đó. Bà đây. Dạ. Sẵn gì thắp nhang cho má đây. Dạ. Tội nghiệp bà. Ủa thắp nhang cho má làm chi vậy bà? Em hỏi là cái gì? Đó đúng rồi, thằng này lễ nghĩa nó biết. Người lớn mà phải thắp nhang chết. Mày mất bà em chết cũng phải thắp thôi. Ê. Mày tin là tao sẵn cái bàn thờ của bả tao trù mày luôn không? Xin lỗi bác, con nóng tánh. Mình dạy phụ nữ mới dạy từ lúc ban chưa. Im đi để cho ba dạy. Dạ. Dạy bà. À không, khấn bác, khấn. Khấn. Dạy bà. Khấn. Cái chữ đó nó nhẹ hơn chữ kia nè. Tao cúng vợ tao hả mày cúng? Thì con nói vậy mà tại nó bị hai chữ nó khác nhau nữa trùng âm á. Hiểu chưa đi? Ta nhìn xuống chứ ta đâu có nhìn lên. Chừng nào ta nhìn lên ta gọi là khấn, ta cúi xuống được gọi là dài. À đúng rồi. Nó đó. Bữa nay con mình nó dẫn bạn trai nó về. Ta thương bà phù hộ cho nó. Một là cho nó lấy. Dạ. Hai hốt thằng kia đi giùm. Thắp nhang. Thắp đi. Dạ. Thắp nhang luôn hả bà? Ờ.
Bữa nay người ta cúng mày xanh mà mày biết rồi đó. Dạ, kính thưa bác gái, đây là lần đầu tiên con về ra mắt bác. Con xin kính cẩn nghiêng mình. Đó, nó kính cẩn nghiêng mình nữa. Bà vợ ta bá kỳ lắm, ai cầu kỳ bà hút đi chung mà. Gì vậy bác? Thôi gắm nhang đi. Đây là lần đầu tiên con về thăm bác gái nữa. Con xin tối nay mày về một lần là mày đi luôn á. Cầm cắm cái nhang không có tâm. Chúc bác nhiều sức khỏe. Ủa? Rồi, coi như cắm cái nhang lên bàn này coi như là hai đứa bay thành vợ chồng rồi đó. Trời đất ơi, đây là sẵn là ra mắt luôn rồi mà. Đâu này, được ba. Bà ơi, không, cái này đúng không được đâu. Trời ơi, không được là không được đâu con. Con mà nó không được là con bậy rồi. Hồi đó cũng có một thằng về đây thắp nhang rồi, xong cuối cùng cũng không được, đó là vừa ra khỏi đây là xe nó ủi là đi luôn đó. Bỏ đi, nghỉ đi, nghỉ không vui. Không tin mày ra đi, mày thử ra đi, xe mày ít lắm, phút một hồ 20 chiếc à. Hả, kêu tao hả? Vợ chồng, vợ sao? Thì làm theo ba đi. Đây, vậy sao vậy má? Đây, qua đây. Ba ơi mà con... Ba nói mày nghe. Từ ngày má bị chết, tao còn cái này mà tao không có sử dụng. Dạ thưa ba, có những cái để nó vào quên lãng đi bác ơi. Không, có những cái phải dựng nó dậy chứ con. Không, hãy để nó ngủ quên. Dựng dậy nó như kỷ niệm con à. Thôi bác à, hãy để nó ngủ vui đi bác. Sao? Không, đã... Mùa năm sắp đến thì để nó ngủ vui. Ủa? Gói này bên lớn người ta. Ủa gì vậy ba? Đây là cặp nhẫn cưới. Ủa đeo nhẫn luôn hả ba? Nhẫn ba ơi sao mà vội vàng quá vậy ba? Cái gì ba cũng phải bình tĩnh chứ. Con mới có dắt về lần đầu tiên mà. Dạ, có phong thủy lạ, nhẫn mà gói bằng ti sầu. Chứ cái ti trơn không có, gói bằng ti sầu vậy sao? Nè, hả? Hai đứa bay đeo đi, đi Tết nha. Dạ, dạ thôi. Đeo đi. Dạ, thưa ba. Không đeo ra đường đi. Xe chờ mày mãi hả? Đeo đi. Đeo đi. Nè, đeo nhẫn nè. Đeo mà dính luôn á. Thì vợ chồng. Đeo nhanh đi. Nè. Mày đeo cho nó kìa. Đeo mà dính luôn á. Đưa cái tay ra đi. Cái gì? Cái thằng này sao nó đàn ông mà sao nó nhảo nhảo sao mày ơi. Rồi, đi cứ đeo cho. Đó. Rồi, đó, coi như đeo vô vậy là thành vợ thành chồng rồi đó. Dạ. À, ráng nè. Đi thôi vô động phòng đi. Làm liền. Bà vợ ơi. Được bà ơi. Con cái gì đây? Không bao giờ ăn cơm chiếc kẹm. Con phải giữ gìn. Đâu bây giờ xong rồi kẹm đánh rồi. Không được đâu. Vô ăn đi. Không được. Không được đâu bác ơi. Có những cái vụ có giới hạn. Bà. Bà nói sao á mẹ ơi. Bà con cho con nói được không ba? Tại vì con thấy bây giờ mà đám cưới mà mình cũng phải mời thiệp với lại bà con lối xóm để cho con biết con. Cái đó chỉ là đãi thôi. Cái này cưới lấy ngài mà. Bỏ đi. Mày cưới lấy ngài. Mày bỏ à? Mày bỏ mày tháo chỉ nhận ra đi xe ở ngoài rồi. Sao trù tao chết hoài vậy? Ủa thì ngay hồi đó cũng có đứa đeo vô rồi xong tháo ra cũng đi luôn đó. Gia đình. Tao ấy đi, vô đi đặng tao ra qua bà năm tao lấy đồ về ăn nè. Đi lấy đồ. Mày vô đây mày phụ tao luôn nè. Con gia. Dạ. Ê, phụ. Cái gì dính cái kèo kìa vậy? Bác ơi, bác Linh, bác tha dùm con bác. Alo. Chồng ơi chồng. Em đây. Em đang đám cưới mà không biết ai làm chú rể. Cứu em đi. Ông không chịu, ông không chịu. Cứ đẩy mà. Không được. Em chết trong chồng coi. Mà đi. Mày nói cái gì? Mày không? Mẹ mày. Mày muốn cái gì? Kể từ ngày hôm nay tao tuyên bố tiên chiến với mày trên mọi phương diện. Mẹ đừng có giỡn mặt. Mẹ mày. Còn hơi nằm tính. Mấy cái mối làm ăn được thì làm, không được nghỉ bác. Có vấn đề gì đâu. Hồi nãy mày kêu ai về chồng vậy? Chồng của nhỏ bạn. Đúng rồi. Đó. Nhiều khi y rắn. Cái gì? Bậy ơi.
Ghế đâu đi? Mày qua mặt ai chứ mày qua mặt tao? Mày là công nghệ mới mà. Công nghệ gì? 3D đó. Hả? Mày làm vậy để làm gì? Mày đừng có nẹp, mày nẹp quá đó, cái xương sườn, xương sống mày nó hư hết đó. Xả ra đi. Nó nhẹ chứ con đàn ông, phải hiểu không? Phải đàn ông, ai cũng đàn ông phải vậy hết á. Quen rồi con đàn ông. Mày nhớ nha, vô động không mày? Bỏ đi. Thôi, tôi chuyện với gia đình mệt quá hả? Tự nhiên gia đình cha con dính chéo tôi hả? Ba đêm chạy cha tôi chứ. Anh làm cái lộ luôn à. Ba đi đâu rồi? Dạ. Dạ. Làm hiểu? Dạ. Dạ, con đây là ba. Tại sao mày đưa nó về? Dạ tìm về bạn trai của con. Bạn trai của mày hả? Dạ. Xin lỗi mày. Anh. Nó thấy đồ giả thôi nó đã xỉu rồi, chứ đừng nói đồ thiệt. Ủa là sao ba, con không hiểu? Mày đừng có qua mắt tao nghe. Nó chịu nó là 3D rồi đó. Ôi là 3D là sao hả? Để kiếm coi phim đó bà lợi. Ủa là chồng tôi mà. Chồng của khỉ mắt. Tối về để ra mặc áo đầm. Tôi có ước mơ trái bỏng tôi vậy. Ôi vậy là ba biết rồi hả ba? Biết cho sẵn biết. Tại sao mày làm vậy? Tại ba chứ ai. Tự nhiên à, cái gì cũng phải từ từ chứ. Lấy chồng thì cũng phải cho người ta tìm hiểu, rồi người ta yêu thương, người ta mới dẫn tới cái tình cảm, rồi người ta mới đi tới vợ chồng. Tự nhiên ép người ta lấy chồng, giờ không ưng ai hết trơn thì tôi bắt ảnh làm giùm chứ sao. Ba đó. Tao là tao sợ mẹ. Với lại mơ ước của má mày á, bao nhiêu năm hồi mà bà còn sống kìa, bà còn mơ là để nhìn mày lên xe qua. Tao mới hối mày. Không có thì nói không có, từ từ. Gia đình bị ta biết mà. Gia đình cái số mình đẹp cho nên nó vậy đó con. Đẹp quá mà cha con mình đẹp quá. Mới nói gì vậy? Ba em với em đẹp. Ừ. Sao đẹp cũng lạ ha. Thôi chị gia đình tự giải quyết đi nha. Làm ê, ê, trả tiếng nhắn lại. Thêm. Đâu có giận chơi được con. Tự nó ta. Đừng, mày đừng có tưởng cái này giả nha. Xin lỗi mày à. Bằng đồng thiệt đó. Lần sau không có được vậy nữa chưa? Dạ. Còn bạn bè của mày á, giúp đỡ mày như vậy á cũng là tốt, nhưng mà suối nó như vậy không có nên. Dạ. Về mà lừa cha gạt mẹ. Con lần sau nó nhờ không có làm nữa chưa? Không có đứa nào nhờ mà làm hết chưa? Thường nó. Biết rồi thôi, cứ vậy đi. Đừng có lừa gạt cha mẹ là tốt rồi, nghe không? Ê, bậy. Xin lỗi. Bác không phải là mẹ con. Ủa thôi, bác kia là cha thì thôi, chứ bác nghĩ sao con lái máy bay? Đúng rồi, lái không nổi đâu, mày lái không nổi đâu. Máy bay này đang bảo dưỡng hư, để trong gara suốt không nè. Thôi xin lỗi, mẹ, bà Năm mà muốn lái mà không được rồi con. Tao đâu có cho. Ba. Thôi được rồi, ấy đi vô dọn cơm ăn. Dạ, dạ. Thôi, nó mạnh mẽ lên, nó dạ, mạnh dạ. Mẽ lên. Ủa thầy cúng tới rồi. Ồ phải. Vợ mới làm cái gì vậy? Ha? Nghĩ sao vậy? Chồng để trai khỏe mạnh gì, không bê bê thằng trai già ở mướn gì. Ê, tao phải chiếc dép chết mẹ mày nha. Mày nói em bê gì? Mày là ai của nó mà mày tới mày đem mày la lớp âm trực. Tôi là chồng của vợ tôi được không? Hả? Ông làm cái gì? Ông làm gì mà ông ôm vợ tôi sát đạt vậy? Hả? Mày hỏi nó, hỏi ta chi? Cái chừng à, tôi giỡn thôi nha. Cười cái gì? Không đụng vô đám này được con ơi. Nó ghê quá. Bê đi mà giữ dằn ngay. Mái tóc nó như cái mái tôn. Nó mà cưa ta chắc chết luôn. Cái gì? Bê đi cái gì? Hả? Bê đi nè. Đi về. Chết cho tôi nữa. Vừa ói xong rồi về. Đứng lại. Trời ơi. Trời ơi. Thầy vô. Thầy vô. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Một chút nữa thì tất cả anh em nghệ sĩ sẽ gom lại một cái tiết mục rất là đặc biệt để gửi tặng đến quý vị. Một lần nữa thay mặt cho tất cả anh em nghệ sĩ, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúc quý vị một đêm sẽ mang ngày thật vui. Xin cảm ơn. Rồi, dạ. Giờ nè, tập trung tư tưởng. Dạ. Làm lớn mà coi với mình cho tôi liền. Dạ. Nếu tôi đi thi một cuộc thi, dạ, thì tôi có đoạt được cái chức Nam Dương toàn cầu không?
mày đi cầu còn rớt nữa. Mày nghĩ sao nhan sắc mày lộng gió vậy, mày đòi thi nam dương toàn cầu. Ê mày, mày xúc phạm khán giả Mèo Bình. Bao nhiêu con người nó đè nó nặng mụn mày bây giờ ngơ mày. Mày nghĩ sao mày thi nam dương toàn cầu bà mẹ mày, tao bỏ 1,000 mốt tao mua mày một cái vé, mày về thẳng dưới miền Tây, mày đi thẳng vô cầu cá tra, mày ngồi coi mày lọt xuống cầu chưa có cá ăn mày nữa. Mày thi nam dương toàn cầu, mày nói cái tôi muốn bỏ coi bói luôn vậy đó hả?